chương 10. Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hằng dân như vậy, mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được. Nếu được, thì những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi, lương tâm họ không còn biết tội nữa, nhân đó há chẳng thôi dân tế lễ hay sao? Trái lại, những tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi, vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. Bởi vậy, cho nên, Đấng Christ khi vào thế gian phán rằng, Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi. Chúa chẳng nhậm của lễ thiêu, cũng chẳng nhận của lễ chuộc tội. Tôi bèn nói, hỡi Đức Chúa Trời, này tôi đến, trong sách có chép về tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Trước đã nói, Chúa chẳng muốn, chẳng nhậm những của hy sinh, lễ vật, của lễ thiêu, của lễ chuộc tội, đó là theo luật pháp dạy. Sao lại nói, đây này, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Vậy thì, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau. Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh, nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả. Phàm, thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc, và năng dân của lễ đồng một thức, là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được. Còn như đấng này, đã vì tội lỗi dân chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời, từ rầy về sau, đương đợi những kẻ thù nghịch Ngài, bị để làm bệ dưới chân Ngài vậy. Vì nhờ dân chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy, vì đã phán rằng, Chúa phán, này là giao ước ta lập với chúng nó, sau những ngày đó, ta sẽ để luật pháp ta trong lòng chúng nó, và ghi tạc nơi trí khôn. Lại phán, ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. Bởi hễ có sự tha thứ, thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua sát Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin, đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta, chẳng chuyển lay, vì đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố tình phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ, kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có 2-3 người làm chứng, thì chết đi không thương xót. Huống chi kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh, ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đón phạt hay sao? Vì chúng ta biết, đấng đã phán rằng, thì trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán, lại rằng Chúa sẽ xét đoán dân mình, xa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Hãy nhớ lại những lúc ban đầu đó, anh em đã được soi sáng rồi, bèn chịu cơn chiến trận lớn về những sự đau đớn, phần thì chịu sỉ nhục, gặp gian nan, như làm trò cho thiên hạ, phần thì chia khổ với những kẻ bị đối đãi đồng một cách, vì anh em đã thương kẻ bị tù, và vui lòng chịu của cải mình bị cướp, bởi biết mình có của cải quý hơn, hằng còn luôn. Vậy chớ bỏ lòng dạng dĩ mình,
vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho, vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình. Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, thì đấng sẽ đến, ngài không chậm trễ đâu. Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống. Nhưng nếu lui đi, thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi.